và chúng quá thất vô bí mật để hợp với bọn lũ dơm. Quá tuyệt còn gì? Chúng là người ngơ của ta trở thành hiện thực. Chẳng phải lời ngơ của ngươi là làm bá chủ cho đại hải tặc này hay sao? Không phải đó là những lời mà ngươi thường nói. Chúng ta sao? Chắc là ta sẽ xấu quá, nên nó không nhận ra phải không?